Hello, chào các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn một cây bằng lăng mà mình rất là thích luôn. Đây là cây bằng lăng khai thác ở rừng Ninh Thuận nha các bạn. Đây, nhìn rất là cổ quái luôn. To lắm luôn. Chạy rất là đẹp. Xem những cái mạch sống của nó nè các bạn. Đây mạch sống nè. Mạch sống nè. Rất là hay luôn. Hàng hốc hập tấu luôn. Cây này thì sắp tới mình sẽ ghép tường vi cho nó các bạn. Hoa tường vi bây giờ cũng khá là phong phú. Chút nữa mình giới thiệu một số cái loại hoa tường vi cho các bạn xem. Rất độc đáo phải không các bạn? Đang thay lá. Đây các mời các bạn xem một số cái cây tường vi. Đây là tường vi hoa tím các bạn, hoa màu tím. Đây tường vi hoa tím chắc nhiệt nắng có cho em bạn. Còn đây là tường vi hồng nè, tường vi hồng. Đây tường vi hồng. Hai giống này đều là giống lùn lá tương đối nhỏ hơn so với cái tường vi hồng truyền thống của mình các bạn. Đây mình quay qua đây cho các bạn xem luôn. Đây một cây bằng lăng ghép tường vi hết. Đây là cái tường vi hồng truyền thống đây các bạn. Không tường vi hồng truyền thống này. Đây một chùm rất là lớn luôn. Bông rất là xuyên bông quanh năm suốt tháng. Nhưng mà cái tường vi truyền thống á, thì nó phải ra cái đợt rất là dài nó mới có bông, mà cho nên là bonsai rất là khó. Nên thường là mình chọn hai cái giống lùn. Như cây này mình cũng ghép giống lùn đây nè, ghép giống tường vi lùn để dễ làm bonsai. Ngoài ra mình còn có hai giống tường vi đỏ nữa mà giờ nó chưa có ra bông, cho nên thì mình chia sẻ cái nào mới ra bông cho các bạn dễ xem. Rồi bằng lăng và tường vi mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.